Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ. Thưa quý vị, hôm nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 năm 2023. Lễ hội là điểm nhấn để hưởng ứng chương trình khai mạc năm du lịch Tuyên Quang năm 2023, được tổ chức từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Lễ hội quy tụ 20 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế do các phi công quốc tế dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Nga, Đài Loan và Việt Nam điều khiển. Các khinh khí cầu được bố trí bay theo cố định trên không trung và trình diễn ánh sáng khinh khí cầu về đêm tại quảng trường Nguyễn Tất Thành và sân vận động Nà Tông, huyện Lâm Bình. Lễ hội sẽ mang lại cho du khách những màn bay biểu diễn khinh khí cầu đặc sắc, đem lại những khoảnh khắc khó quên cho du khách. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 4 tại quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức khai mạc tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023 với chủ đề Lâm Đồng cao nguyên hùng vĩ, với sự tham dự của hơn 2.000 người dân và du khách. Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023 được triển khai với nhiều nội dung mới lạ, phong phú, hấp dẫn, quy mô tổ chức mở rộng trên toàn tỉnh với nhiều chương trình đặc sắc mang dấu ấn của ngành du lịch Đà Lạt Lâm Đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống của các dân tộc trong tỉnh, tạo nên một không khí lễ hội văn hóa du lịch vui tươi, hấp dẫn, ấn tượng. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức triển lãm đá quý Tây Nguyên 2023. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch mới để du khách trải nghiệm khi đến với Đà Lạt. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5. Thưa quý vị, tranh thủ mùa cao điểm xây dựng, tỉnh Phú Yên đang đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp bách, trọng điểm, đặc biệt là cố gắng hoàn thiện cơ bản các kè biển, kè sông, chống sạt lở, xâm thực trong mùa mưa tới. Mặc dù mặt bằng được bàn giao theo kiểu nhảy cóc, khó thi công đồng loạt, nhưng tại công trình kè chống sói lở bờ tả sông Bàn Thạch, đoạn từ thôn Phú Đa, phường Hòa Tân Đông đến cầu Bàn Thạch, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đơn vị thi công vẫn chia làm 3 mũi để đẩy nhanh tối đa tiến độ có thể nhiều công đoạn khác nhau. Nhờ vậy mà đến nay dự án cũng đã đạt được hơn 50% khối lượng. Cái dự án kè Bàn Thạch này thì cái công tác đền bù nó hơi chậm một tí. Công tác thiết bị xe máy mà nhà thầu tập kết tới làm mà cứ làm đến đoạn rồi dừng, đến là không dừng. Nó rất khó khăn cho nhà thầu. Kè chống sói lở ven bờ biển xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng. Công trình có tác dụng bảo đảm an toàn cho kè bảo vệ đường từ Nam cầu Hùng Vương đến khu công nghiệp Hòa Hiệp, chống xâm thực đường ven biển ngày càng gia tăng, nhất là sân bay Tuy Hòa. Hiện giờ là tốc bê chiếc xe đào đây rồi, sẽ tập trung 4 chiếc nữa và sẽ đủ cơ giới đó mà làm đây, và thiết bị thì cũng đang gia công văn khuôn này nè, cố gắng trong tuần sau thì có văn khuôn bắt đầu cho anh em làm đại trà. Mục tiêu công trình đây thì cố gắng mùa năm nay thì sẽ cơ bản hoàn thành. Và mục tiêu của dự án này là chính là bảo vệ cái đường kè, đường sân bay. Hiện tại là đường sân bay đang sụt lún một đoạn khoảng 168 mét. Và có nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là một sự cần thiết rất lớn để đầu tư cái bờ kè và gia cố phần sụt lún của nền đường. Nỗ lực hoàn thành cơ bản các công trình kè trong mọi điều kiện khó khăn, vướng mắc trước mùa mưa lũ hàng năm là việc được các địa phương tính đến ngay từ bây giờ, nhất là đối với tỉnh Phú Yên, địa bàn thường xuyên bị sóng biển, chiều cường uy hiếp gây sạt lở bờ biển, cửa biển, khiến người dân và chính quyền lo lắng. Cuối bản tin sẽ là thông tin thời tiết tại một số địa phương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!